đường chạy số 1 khi các vận động viên đã sẵn sàng để bước vào phần thi chung kết. Đường chạy số 1 đó là vận động viên của Việt Nam Trần Đình Sơn, vận động viên của Singapore ở đường chạy số 2. Thì đường chạy số 3 đó là Trần Nhật Hoàng. Trên đường chạy số 4 là vận động viên có thành tích tốt nhất ở vòng loại, đó là Umar Osman. Vận động viên của Philippines ở đường chạy số 5 là Chika William. Ở bên cạnh là một vận động viên khác của Philippines, Frederick Ramirez. Một trong hai vận động viên trẻ nhất ở đường chạy này đó là Joshua Robert Atkinson của Thái Lan, sinh năm 2003, cùng năm sinh với Umar Osman, người xuất phát ở đường chạy số 4. Và cuối cùng là Abdul Wafi Roslan trên đường chạy số 8. Phần thi chung kết 400m nam đã bắt đầu. Một vòng chạy quanh sân vận động tiêu chuẩn. Đây là hai vận động viên của Philippines. Umar Osman cùng với Rachika William đang cạnh tranh chiếc huy chương vàng. Umar Osman đang là người sải bước những mét cuối cùng để về đích. Và không có gì thay đổi trên đường chạy số 4, vận động viên của Malaysia Umar Osman là người về đích đầu tiên. Chiếc huy chương vàng đã thuộc về vận động viên của Malaysia, vận động viên mới 20 tuổi. Và huy chương bạc thuộc về Rachika William. Cự ly 400m nam và 400m nữ, chiếc huy chương vàng đều thuộc về các vận động viên của Malaysia. Đây là những mét nước rút cuối cùng cho những bước chạy của Umar Osman. Như vậy là cả chiếc huy chương bạc và huy chương đồng đều thuộc về hai vận động viên của Philippines.